Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, đêm nay ngày mai Trung Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. Tại Tây Nguyên, Nam Bộ cũng cần lưu ý mưa về chiều. Bắc Bộ thì ngày nắng kèm theo gió nhẹ. Tại Bắc Bộ, qua những ngày nhiệt có xu hướng giảm do tác động của khối khí lạnh. Ngày mai, dự báo nhiệt toàn miền có tăng nhẹ. Vùng núi phía Tây Bắc Bộ, ban ngày còn có nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 24 cho tới 31 độ. Các tỉnh thành ven biển sẽ có mưa vài nơi với lượng nhỏ, trời nhiều mây kèm gió đông bắc. Mức nhiệt tại các tỉnh thành Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 25 cho tới 30 độ. Với Trung Bộ, mưa lớn cục bộ xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Từ đêm nay tới ngày mai, từ Quảng Bình và đến Đà Nẵng sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi sẽ mưa rất to với lượng phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi sẽ trên 200mm. Quảng Nam sẽ từ 40 đến 70mm. Có nơi sẽ trên 100mm. Nghệ An, Hà Tĩnh, lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Hay Thanh Hóa, lượng mưa cũng từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa thì đề phòng theo sạt lở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp. Mức nhiệt toàn miền không nơi nào vượt quá ngưỡng là 32 độ. Mưa dông thì cũng xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày mai. Thời gian mưa lớn tập trung về chiều và tối, còn trong ngày trời nhiều mây, có nắng. Nhiệt độ ngày mai ở Tây Nguyên từ 23 đến 31 độ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác của Nam Bộ, nền nhiệt vẫn cao từ 26 cho tới 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Đêm nay ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển của đảo Hoàng Sa, khu vực phía Nam của Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cà Mau Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Trường Sa, gió nhẹ và thời tiết tốt. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.